Lan Trường Nguyễn Lâm, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất lâu lắm rồi mọi người mới gặp lại Nguyễn trên video đúng không các anh chị các bạn ha? Cũng khá là nhớ. Và ngày hôm nay thì Nguyễn làm lại những cái video bán hàng như lúc trước để cho các anh chị các bạn chúng ta nhớ lại những cái ngày mà Nguyễn còn bán hàng trên video. Nếu mà mọi người thích, vẫn thích xem những video Nguyễn bán hàng như kiểu này thì Nguyễn cũng sẽ cố gắng làm những video như thế này để cho mọi người chúng ta xem ha. Quay trở lại khu vườn của Nguyễn nè các anh chị nè. Nói chung là vườn này thì nó quá nhỏ so với lại cái vườn mà hai anh em chung là Nguyễn với Bách làm ở phía dưới kia. Thế cho nên là Nguyễn vẫn thường xuyên ở phía dưới vườn ở dưới kia nhiều hơn. Hôm nay thì Nguyễn quay trở lại vườn cũ ở đây để cho mọi người chúng ta xem. Khung cảnh thì vẫn như xưa thôi, nhưng mà tại vì cái vườn này nó quá là chật chội và nhỏ, thế cho nên là Nguyễn phải chuyển xuống dưới kia rất là nhiều cây cối, và còn lại ở đây thì cũng cũng như xưa thôi các anh chị các bạn ha, cũng những cái cây mà trên vườn của em có. Thì ngay sau đây thì mình sẽ quay những cái cây cụ thể để cho các anh chị các bạn chúng ta xem. Đây, tổng quan khu vườn cũ. Bây giờ cây cối nó quá rẻ cho nên là cái lượng cây của Nguyễn nếu mà nhập về nó không đủ chứa trên cái vườn này các anh chị các bạn. Thế cho nên là phải làm cái vườn mới dưới kia chung với em Bách. Đây, cây cối vẫn còn nguyên đây các anh chị này. Chậu đùi gà 6 mắt nè các anh chị. Chậu này chậu đùi gà 6 mắt. Chậu này chậu đùi gà chớp. Hồng Hòa Bình. Hồng Hòa Bình chuẩn bị ra hoa đây nè. Hồng Hòa Bình này chuẩn bị hoa. Hoa nhưng mà hoa này hoa dưới gốc thì chắc không đẹp đâu. Bông chân thành đây các anh chị. Bông chân thành. Năm cánh trắng chân thành. Mọi người thấy sao? Hoa chân thành nó rất đẹp và rất thơm luôn nha các anh chị nha. Riêng bồ rộ thơm thì khỏi nói, cây chân thành. Đây. Cây trong vườn. Thì ngay sau đây thì mình cũng sẽ lấy những cái cây ở đây cũng như là những cái cây ở dưới vườn vườn lớn ở dưới kia để xuất bán cho các anh chị và các bạn dạng video như thế này. Anh chị nào mà chọn mua những mặt cây nào thì mình có đánh số và báo giá luôn. Thì chúng ta có thể gọi qua số 0961, số điện thoại 0961 851766 đây. Thì hiện tại bây giờ người nắm số điện thoại đó là em Phúc ha. Em Phúc sẽ nghe và trả lời tất cả các cuộc gọi của các anh chị và các bạn ha. Trước tiên là một cái cây mình muốn giới thiệu đến các anh chị các bạn, đó là cây cây hồng Á Hậu. Riêng cái cây này thì về thân lá của nó phát triển rất là to khỏe. Anh chị nào mà chăm tốt thì cây nó lên tầm phi 20, 25 là chuyện rất là bình thường các anh chị. Cây hồng Á Hậu, cây rất là to khỏe. Bên cạnh đó về cái mặt bông của nó thì anh chị nào mà thấy hoa trực tiếp bên ngoài thì không thể chê cái bông này được. Giống khỏe, hoa đẹp, giống từ phía Bắc. Thế cho nên là cái cây này hiện tại bây giờ đang rất được ưa chuộng các anh chị, hồng Á Hậu. Và giống thì hiện tại nếu mà được rất là nhiều người ưa chuộng, cho nên là cái giống được cung cấp ra ngoài thị trường nó chưa đủ nhiều để mà cái giá của nó có thể thấp xuống để mọi người có thể là sưu tầm dễ. Nhưng mà hiện tại giá của nó so với lại những năm về trước thì nó không là gì cả các anh chị. Những cái cây hồng Á Hậu này thì mình bán đồng giá là 2 triệu 2 một cây, 2 triệu 200 nghìn một cây, chuẩn giống hồng Á Hậu các anh chị nha. Hồng Á Hậu mã số 01 này, giá 2 triệu 2. Cây như thế này, kích thước gần 4 cm ha. Đó, thân lá của nó đây. Hồng Á Hậu. Hồng Á Hậu số 02. Cũng giá là 2 triệu 2. Đây, số 1, số 2. Rất là đều nhau. Đây số 3. Cũng giá là 2 triệu 2. Đây là cây số 3. Cũng rất đều. Kích thước đều khoảng tầm 4 cm hết nha các anh chị ha. Kích thước đều đều 4 cm hết. Ba cây hồng Á Hậu. Đây mặt bông hồng Á Hậu mọi người xem ha. Hoa nở khung bông này không thể chê được, và cái tông của cái màu hồng của cái bộ cánh nó hồng rất là tươi tắn. Đôi mắt gọn đẹp. Khuôn bông như thế này rất là hiếm có. Đây là bông hồng Á Hậu các anh chị ha. Ở đây mình có một chậu lá sọc như thế này. Cây lá sọc đẹp như thế này nha cả nhà nha. Đây. Lá sọc. Và chậu này đang có cây trên thân. Cây này là cây rất là đặc biệt, lá sọc và hoa bệt ha. Đây là cây trên một cái chậu của nó nè. Đang có cây trên thân. Và cây thì nó mới bắt đầu lá sọc đây nè. Đây, mới bắt đầu có sọc nha. Mới bắt đầu có sọc nhẹ nhẹ ở đây.
cây này thì chưa. Nói chung là những cái cây bé thì từ từ nó lên sọc sau thì mình sẽ bán hai cây thôi, hai cây đều nhau nè. Đặc biệt cái cây này á là cây lá sọc mà mặt hoa bệt. Cây này thì có anh em nói cây này có tên là cây đại phát ha, thì chúng ta tạm gọi nó là như vậy. Cây này là cây lá sọc đại phát ha các anh chị ha. À, sọc đại phát, cây lá sọc mặt hoa bệt đẹp. À, thì hai cái cây này anh chị nào mua mình cắt có cái thân mẹ ha, cắt có thân mẹ đi kèm về cho các anh chị các bạn chúng ta trồng. À, cây kích thước nó khoảng tầm 6 cm một cây, thì cây này giá là 1,5 triệu một cây. Và hoa của nó đây các anh chị các bạn xem, hoa nở trên cái thân này luôn nè, nở trên cái thân này luôn ha. Cây lá sọc mặt hoa bệt, lưỡi tim như hình, rất là độc đáo ha. Thường thì những cây sọc thì hoa nó không có được, nó chỉ là hoa bình thường thôi. Đây là cây sọc và mặt hoa bệt, tim rất là đậm đẹp, giá là 1,5 triệu một cây. Đây là ba chậu năm cánh trắng Phú Thọ, cây năm 2 hết nha các anh chị ha, và cây hoàn toàn đang có nụ hết. Giá nó rất rẻ cho mọi người chúng ta về chơi làm giống và có hoa để chúng ta chơi luôn. Phú Thọ mã số 1 giá 320. À, cây năm nhất này đang có bông nè, đang có nụ nè, lên 1 triệu gốc nè, 2 triệu gốc nè, 52. Đây một cây năm nhất lên triệu gốc 52. Đây có 3 chồi ha. Chậu số 1 giá 320.000. Chậu số 2 Phú Thọ số 2 cũng 320.000. Thân năm nhất lên triệu gốc 52. Thân năm nhất này đang có nụ, lên triệu gốc 52. Chậu số 2 320.000. Chậu Phú Thọ số 3 cũng 320.000. Thân năm nhất lên chậu gốc 52. Thân năm nhất lên chậu gốc 52. Đang có kỳ và đang có nụ luôn đây nè. Đang có nụ, rồi mọi người xem hoa nha. Năm cánh trắng Phú Thọ chuẩn giống luôn. Ba chậu đồng giá 320.000 cho các anh chị các bạn xem hoa. Năm cánh trắng Phú Thọ. Ở đây mình có hai cái chậu hồng Nhật Hạ các anh chị ạ. Giống này ngày trước giá trị rất là đắt nha. Một cái kỳ tầm này, cái thời mà cao giá thì nó mấy trăm triệu, 500 triệu một cây. Còn bây giờ thì giá lan tất cả các cây nó đều xuống ở cái mức mà mọi người đều sưu tầm được các anh chị ha. Hồng Nhật Hạ số 01. Cây này thì kích thước khoảng 6 cm, mập mập như thế này, thắt ngọn ha. Thắt ngọn mập. Giá là 1,6 triệu. Hồng Nhật Hạ số 01. Hồng Nhật Hạ số 02 cũng 1,6 triệu đồng giá. Cây này kích thước nó lớn hơn một xíu, 7 cm. Đây hai cây. Nó chỉ xem nhau, nó xê dịch nhau một tí xíu thôi, nhưng đồng giá là 1,6 triệu một cây hồng Nhật Hạ. Hoa hồng Nhật Hạ đây các anh chị ha, mời mọi người xem hoa hồng Nhật Hạ chuẩn giống nha. Cái giống cây này thì thân lá của nó rất là to khỏe nha các anh chị, thân lá to khỏe mập mà hoa đẹp. Tiếp theo đây là hai cái cây hồng rất là lạ và độc đáo, hiếm có và giá trị cao. Đó là hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn. Nguyệt Lãng Thiên Môn, cái tên của nó là hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn nha các anh chị ha. Thì cây hồng này, nó sở dĩ nó có tên này là cái người đặt tên của nó. Cái tên Nguyệt Lãng Thiên Môn có nghĩa là nó là một cái lá phiếu, lá số tử vi, có ý nghĩa là thăng quan tiến chức. Thì cây hồng này nó là một cây hồng đẹp, cho nên là người ta lấy cái tên hồng, tên Nguyệt Lãng Thiên Môn đặt cho cái cây này, có nghĩa là một cây hồng ý là thăng quan tiến chức nha các anh chị ha. Thì một cây hồng này á, kích thước nó chỉ hơn 2 cm thế này thôi, mình chỉ có 2 cây và bán đồng giá là 1,8 triệu một cây. Giống cực kỳ hiếm nha các anh chị ha, giống của nó là cực kỳ hiếm luôn. Nguyệt Lãng Thiên Môn. Đây, mã số 01. À, đây mới là mã số 01, mã số 01. 1,8 triệu. Đây. Mã số 02 cũng 1,8 triệu ha. Cây nó đều kích thước nhau hết rồi. Mã số 1 nè, cũng 1, 2, 3, 4 cái lá. Mã số 2 cũng 1, 2, 3, 4 cái lá ha. Đó. Còn cái hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn, mặt bông của nó như thế này các anh chị. Cái hoa này, cái tông hồng của nó rất lạ nha các anh chị ha. Rất là lạ và khuôn bông thì đẹp. Nói chung là cái cây này nó giống nó hiếm, cho nên là giá nó còn cao hơn những mặt bông hồng khác. Anh chị nào muốn sưu tầm giống thì chúng ta có thể là sưu tầm. Tiếp theo là những cái cây năm cánh trắng Nha Trang các anh chị ạ. Một dòng hoa rất đẹp và cây nguyễn lựa rất là đều nhau như thế này ha. Đồng giá là 600.000 một cây, chuẩn giống năm cánh trắng Nha Trang. Dòng này thân lá nó mảnh nhỏ như thế này, nó có sọc ở đây nè các anh chị nè. À, thì chậu Nha Trang số 01 đồng giá là 600.000 hết nha các anh chị ha. 600.000 Nha Trang 01, đây kích thước như này ha. Nha Trang 02 cũng như vậy,
Đây, kích thước của nó khoảng tầm 6-7 cm ha. Nha Trang 03 cũng 600.000 luôn. Rất là đều nhau, lựa cây đều nhau hết. Tất cả đều đang đi ngọn hết nha các anh chị ha. Nha Trang 04 đây nữa nè, cũng 600.000 luôn. Hoa năm cánh trắng Nha Trang rất là độc đáo, nhìn rất là dễ phân biệt với lại tất cả những cái dòng cây khác các anh chị ha. Về thân lá của nó thì mảnh nhỏ như này, còn hoa nó như này các anh chị. Đây là hoa năm cánh trắng Nha Trang. Cái tông mắt của nó màu hồng các anh chị ha. Tông mắt của nó thì màu hồng, trang viền và nó gom gọn lại vào phần lưỡi, đầu lưỡi, tim đẹp. Năm cánh trắng Nha Trang. Tiếp theo đây là những cái cây hồng Hòa Bình các anh chị ạ. Hồng Hòa Bình ha. Hồng Hòa Bình mã 01. Tất cả đều đồng giá đây là 450 hết ha. Và em chọn cây 52 đều nhau hết như thế này. Hồng Hòa Bình mã số 01 450.000. Dòng hồng. Mặt hoa đẹp, giống từ phía Bắc nên là giống cây phát triển rất là mạnh nha các anh chị. Mã số 01. Cây 52, năm nhất nè, 52. 450.000. Mã số 2 cũng 450.000. Đây mã số 2. Đều nhau hết. Mã số 3. Cũng như vậy, năm nhất, năm 2 đều. Mã số 4. Năm nhất, năm 2. Mã số 5. Cũng như vậy ha, năm nhất, năm 2 đều nhau như thế này hết. Đây là bốn chậu hồng Hòa Bình. Mặt hoa hồng Hòa Bình thì các anh chị xem hoa nở tại vườn như thế này ha. Đây là một bông hồng đẹp. Hoa đẹp và thân thủ đẹp thì là một cây rất là đáng chơi nha các anh chị ha. Hồng Hòa Bình chuẩn giống. Tiếp theo là một cây rất là đặc biệt, hiếm có, đó là cây hồng thu. Giống rất hiếm nha các anh chị nha. Cây này là một cây tầm cao từ lúc trước, thì các anh chị và các bạn chúng ta mà chơi lan từ một năm về trước thì chưa có với tới những cái cây này, tại những cây này ngày trước giá trị nó rất là cao. Hiện tại bây giờ giá lan nó thấp cho nên là tất cả những cái cây tầm cao bây giờ nó đưa về cái dạng cây tầm bình dân cho mọi người chúng ta sưu tầm giống. Nhưng mà về giống của nó thì hiện tại cũng không phải là nhiều giống như là các cái dòng cây khác như HO Phú Thọ. Thì đây là cây hồng thu. Về mặt hoa của nó thì chút sau mọi người sẽ xem ha. Giá cây hồng thu mã số 01 là 1,2 triệu. Một cây hồng thu bé như này. Kích thước tầm 3 cm ha. Hồng thu mã số 01. Hồng thu mã số 02. Đồng giá là 1,2 triệu ha cả nhà ha. Đây mã số 2. Hồng thu số 03. 1,2 triệu. Hồng thu mã số 04 1,2 triệu. Và đây là mặt hoa cây hồng thu. Mọi người nhìn xem. Đây là một mặt hoa hồng. Nó thuộc dòng ở miền Nam nha các anh chị ha. Cây này dòng ở miền Nam, thân nó mảnh, hoa thơm, đẹp. Và tiếp theo đây là những cái chậu gái nhảy các anh chị ơi. Đây là những cái chậu gái nhảy 52 ha. Đây ạ. À. Cây 52 hết. Cây 52 và đang đi ngọn hết nè. Đều nhau như thế này. Tất cả những cái chậu này đều đồng giá là 200.000. Nhưng Nguyễn đánh số cho mọi người lựa chọn ha. Chậu số 1 gái nhảy. Năm nhất nè. Năm 2 đang đi ngọn đây. Số 01. Số 02 gái nhảy 02. Năm nhất. Năm 2 đi ngọn đẹp. Giống nó rất khỏe nha các anh chị. Dòng gái nhảy giống nó rất khỏe. Mã số 03 200.000. Giống rất là khỏe luôn. Mã số 04 cũng vậy ha. Năm nhất nè. Năm 2 đi ngọn và pha luôn. 200.000 một chậu thôi. 05 cũng 200.000 ha. Đây. Mặt bông gái nhảy thì không xa lạ gì mọi người. Cây này nó có từ rất là lâu rồi. Các anh chị nào chưa biết thì chúng ta xem bông. Bông này khá đẹp và chơi được các anh chị ha. Giá rẻ. Một cây 52 như thế này chỉ có 200.000 một chậu thôi. Đây là những cái chậu năm cánh trắng Tuyên Quang. Thì cây năm cánh trắng Tuyên Quang tất cả đây đều đồng giá là 250.000 ha. Nhưng mà mình vẫn đánh số để cho mọi người chúng ta chọn. Về kích thước thì nó cũng làng sàng nhau thôi, đều hơn một gang tay của Nguyễn hết nè. Tuyên Quang mã số 01 250. Đang đi ngọn. Mã số 02 cũng 250. Đang đi ngọn ha. Mã số 03 cũng 250.000. Đang đi ngọn. Đều nhau hết các anh chị ha. 04 đang đi ngọn luôn. 05 tất cả đều bằng nhau hết, em chọn nó đều nhau. Giá 250.000 một chậu ha.
hoa thì mọi người vừa mới xem ha, năm cánh trắng Tuyên Quang. Video bán hàng đến đây là kết thúc ha. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn chúng ta đã xem video bán hàng trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2022. Mọi người mua hàng thì gọi qua số 0961 851 766 ha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.